我可是美丽的奇遇，你来自东或西。giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua buồn vui thế nào có giận hơn có thứ tha hài lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô. Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua buồn vui thế nào có giận hơn có thứ tha hài lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu.学回家开始刷题，你问他在干嘛，他说他在玩游戏，于是你继续玩，你玩到夜里十二点，他刷到夜里十二点，最终他入了重点学校，而你入了偏内，最后你也只能无力的来一句凭什么。生门变得好像陌生人，在这同样不安的心脏的塞。加油！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